tầng 3 rồi đó. Rồi bữa làm anh chạy cái gì chữ mới làm lại luôn. Tháng rồi đó hả? Nhanh Để đó làm trời. em luyện không anh? Dạ, 3 tuần, hơn 3 tuần nữa. Xuống dưới nó lấy kem rồi ấy không nghe. Cố gắng đi đều đều chị xí cho nó nhanh thấy. Với lại bôi bôi chủ yếu bôi kem cho nó nhanh. Không. Đúng là ok. Đợt này mỏng khô hơn đợt vừa rồi. Đợt vừa rồi lâu hơn mà mỏng lại không khô ấy.
Ủa em tự qua hay là có nhắn tin nhau? Có gọi điện không? Em có gọi. Không có dễ ra không chị? Dễ hơn nghe được không? Chắc bộ kem đều hơn. Ráng khô không chị? Hơi khô lắm. Nghe hơi yếu. Mẫu